biết thì hôm qua chị đã mua 10kg đá khô về để làm thí nghiệm. Tuy nhiên khi thực hiện thí nghiệm xong thì chị phát hiện ra rằng mình mới chỉ sử dụng hết 3kg thôi. Còn lại 7kg nữa thì chị đang không biết là làm cách nào để bảo quản nó đây. Bởi vì theo những nghiên cứu của chị thì đá khô cần phải có tủ lạnh chuyên dụng để giữ. Nếu mà chúng ta giữ trong tủ lạnh bình thường thì đá khô sẽ bay hơi dần, bởi vì tủ lạnh của chúng ta có nhiệt độ cao hơn cả đá khô nữa đấy. Vì vậy cho nên chị đã phân vân suy nghĩ hết cả một đêm trời. Nếu mà chúng ta bỏ phí 7kg đá khô như vậy thì sẽ rất là uổng. Cả một đêm chị ngủ say sưa và cuối cùng chị đã tìm ra được một phương pháp. Tuy nhiên cũng sau đêm định mệnh ấy thì số đá khô của chị đã tan đi mất một nửa rồi. Bây giờ chỉ còn một nửa thôi, có nghĩa là chưa đến 3kg các em ạ. Chưa đến một nửa luôn. Và chị đã lấy ra một số ít ở đây. Đây, nó chỉ còn gấp đôi từng này. Số này thì chị sẽ nghĩ ra một cách, đó là làm một món với đá khô. Đó chính là một món ăn rất là mát, rất là lạnh, rất là ngon. Và nó không có gì khác, chính là kim. Còn một nửa còn lại thì chị đã quyết định, cũng đã tìm ra được cách luôn. Chị sẽ cho vào trong bể bơi để chụp hình sống ảo. Và bây giờ không lòng vòng nữa, chúng ta bắt đầu vào làm kem thôi. Không, số đá khô này cũng bay hơi mất bây giờ. Trước tiên để làm được kem thì chị cũng đã chuẩn bị đá khô. Thứ hai đó là sữa, thứ ba là sữa đặc và thứ tư là trà xanh, bởi vì chị rất là thích ăn kem trà xanh. Chúng ta bắt đầu làm nhé. Cách làm này thì rất là đơn giản. Đầu tiên chị sẽ cho sữa vào trong tô. Chúng ta sẽ đổ một lượng vừa uống thôi nhé, vừa ăn thôi. Nếu mà chúng ta đổ nhiều quá thì chúng ta không ăn hết cũng sẽ rất là uổng. Các em có thắc mắc gì về góc quay mới của chị không? Thực ra là chị chỉ đổi góc quay từ bức tường này sang bức tường bên kia thôi, bởi vì chị vừa mới mua được một cái ghế mới. Chị cực kỳ thích cái ghế này luôn, bởi vì nó rất là êm, nhún nhún được. Tiếp theo chúng ta sẽ cho sữa đặc vào. Bởi vì sữa tươi khá là nhạt cho nên chúng ta cần phải cho thêm sữa đặc để cho sữa tươi ngọt hơn. Đây cũng là lần đầu tiên chị thử nghiệm làm kem bằng cách này và chị hy vọng nó thành công. Sau khi sữa đặc tan hết thì chị sẽ cho trà xanh vào. Lấy cho trà xanh tan đều. Các em chú ý nhé, chúng ta ở nhà thì nên ít chơi đá khói thôi, bởi vì đá khói nếu mà chơi không đúng cách thì sẽ rất là nguy hiểm. Đá khói thực ra là làm từ khí CO2 và nó cực kỳ lạnh luôn. Nếu mà chúng ta trực tiếp tiếp xúc tay với lại đá khói thì nó có thể gây bỏng lạnh đấy. Và chúng ta khi mà chơi đá khói ở trong phòng kín thì cũng có thể gây ngộ độc luôn. Nói vậy chứ đá khói không hề độc hại đâu nhé các em. Lý do mà nó có thể gây ngộ độc là bởi vì khi chúng ta chơi nó ở trong phòng kín, khí CO2 từ trong đá khói sẽ bay ra. Và chúng ta nếu hít phải nhiều khí CO2 quá thì sẽ chiếm lấy phần khí oxy ở trong cơ thể. Và lúc đó có thể gây chóng mặt, buồn nôn thôi. Còn bản thân đá khói thì cũng rất là sạch sẽ và không hề độc hại. Thậm chí người ta còn bỏ đá khói vào trong các ly sâm banh của cô dâu chú rể trong ngày cưới đó các em, để cho khói bốc lên nghi ngút rất là đẹp. Tiên tiên một hồi thì trà xanh của chị cũng đã tan gần hết. Sau đó chị sẽ đập vụn đá khói ra bằng cách này. Chúng ta không được trực tiếp tiếp xúc tay với đá khói, như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Cục này nhỏ rồi, không cần đập nữa. Cục này cũng nhỏ rồi luôn. Thôi đập luôn đi. Rồi. Và dùng một cái búa đập.
Xong rồi, tiếp theo chị sẽ đổ đá khói vào trong cái tô của mình. Wow, thật là ảo diệu. Quấy đều. Chị cũng không biết cách này có thành công nữa các em ạ, vì đây là lần thử nghiệm đầu tiên của chị. Không biết là kem ăn có ngon hay không, hay là sữa có thể đông lại thành kem hay không, nhưng mà cách này làm ra thì rất là đẹp. Có thể đông lại các em ạ. Chị đã thấy nặng tay rồi này. Cái này thì phải đợi sau khi đá khói bay hết hơi thì chúng ta mới biết được là có thành công hay không. Như thế này thì chị không thể nhìn thấy được ở bên trong. Kem khói. Wow, thành công rồi này. Kem rất là mịn và làm cách này thì tạo ra kem rất là nhanh. Nếu chúng ta bỏ trong tủ lạnh thì cũng mất khoảng thời gian khá lâu đấy, từ 5 đến 7 tiếng kem mới đông lại được. Còn trong trường hợp này thì chỉ mất 30 giây thôi. Chị vừa cảm thấy phục mình quá các em ạ. Chị không ngờ là chị có thể nghĩ ra được một cách làm kem hay như thế này. Chị phục chị quá. Trước giờ không ai phục chị ngoài chị. Ok, xong rồi. Chị sẽ múc ra ly ngạnh. Kem phải múc cẩn thận, làm sao cho tách riêng được đá khói và kem ra, để cho đá khói không còn dính líu gì đến ly kem vàng ngọc của chúng ta nữa. Lần sau chị sẽ mua một cái đồ múc kem viên để cho múc kem cho đẹp. Chị quyết định là chị phải thường xuyên làm món kem này thôi, bởi vì món kem này rất là đẹp. Sau đó chúng ta chờ 1 phút để chắc chắn rằng đá khói không còn lẫn trong ly kem của chúng ta nữa. Trong lúc ăn kem thì chị sẽ cho một ít nước vào trong đây để đá khói này tan ra, vừa ăn kem vừa thưởng thức sự đẹp đẽ của mây khói. Rồi, chị ăn kem đây các em ạ. Chúc cho sự thành công của ly kem của chị. Rất là ngọt, rất là mịn, rất là không biết nói gì nữa. Chị sẽ cho ly kem vào trong đây. Kem khói. Tại chị sống ảo quá mà. Để lại. Chị sẽ chạy đi cho thêm một ít nước nữa. Anh Điệu Bảo Bảo giúp chị chụp một tấm hình đẹp coi.
Từ bây giờ chị không dùng ảo nữa, chị ăn kem đây. Video của chị đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu như các em thích video của chị, hãy bấm like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè mình nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những video sau.